Năm nay cũng mở chiến lược, hoành tráng chiến lược. Vợ bảo bây giờ con đéo có thời gian về nhà mà mở nữa thì ngủ ngoài đường à. Bắt đầu vợ nó bảo thôi thôi anh ơi thôi, em không có chí tiến thủ. Thế là lại chửi nhau. Tức là đang nói khác ngôn ngữ. Mình hay nói cái mình có chứ không nói cái người ta muốn. Trong giao tiếp cũng vậy. Việc đầu tiên ngồi trong một bàn thì phải biết ai đang hiện diện ở bàn này. Và nếu đây là chủ doanh nghiệp, họ thích nói về cái gì? Đứng về góc độ người phụ nữ, vợ của chủ doanh nghiệp, họ thích nói về cái gì? Và nhiệm vụ của mình phải gì? Cân bằng. Thì ngay lập tức hai vợ chồng này về gì? Yêu thương nhau hơn.